Xin chào quý vị các bạn, hôm nay di động cao cấp.vn sẽ giới thiệu với bạn video thay loa trong của Samsung Galaxy Z. Đây là loa trong của Samsung Galaxy Z. Khi quý khách hàng gặp các sự cố liên quan đến loa trong, chân sạc, cục rung, phím nguồn hay camera, quý khách thể đến các địa chỉ di động cao cấp.vn. Chúng tôi chuyên cung cấp các link phụ kiện liên quan đến Samsung Galaxy Z, giá rất hấp dẫn, nhanh, an toàn, chính xác. Mọi thông tin về sản phẩm vui lòng liên hệ đường dây nóng 0466750999 để được tư vấn, hướng dẫn sửa chữa, khắc phục các lỗi của liên quan đến điện thoại Samsung Galaxy Z. Xin cảm ơn quý vị các bạn.